Xin chào các bạn, một chiếc máy cũng của nhà IQ, mạnh hơn IQ Z9 này, sạc nhanh hơn IQ Z9 mà có cả jack tai nghe 3,5mm, mở lại rẻ hơn chiếc IQ Z9 các bạn nhé. Chính là chiếc IQ Z8, đấy, đời trước. Nhưng mà các bạn bình tĩnh nhá, đừng vì ba yếu tố trên mà mua chiếc IQ Z8. Tại vì sao? Thì ok, bắt đầu video. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng Mobile City thì các bạn có thể ủng hộ mình trên Shopee, mới nhất là MedaShop. Trên đó thì mình sẽ bán phụ kiện điện thoại này, cộng với cả là điện thoại bảo hành vàng full 12 tháng. Đồng thời mình cũng sẽ bán hàng trên cả TikTok Shop. Anh em có thói quen mua hàng trên nền tảng nào ấy thì ủng hộ mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì các bạn lưu ý nhá, hiện tại Mobile City đang không có chiếc IQ Z8 để bán. Chẳng qua là bọn mình được trải nghiệm này, trong cái tủ của mình vẫn còn ấy. Và hiện tại mình đang lướt Facebook và thấy mọi người bán chiếc IQ Z8 với tầm giá khoảng tầm 4 củ. Mình thấy đây là một cái mức giá khá là ok, nên mình sẽ đánh giá lại cho các bạn về chiếc IQ Z8 nha. Rồi, mình sẽ đi cụ thể hơn 3 yếu tố nãy mình vừa nói nhá. Tại sao chiếc IQ Z8 này mạnh hơn cả chiếc IQ Z9 thì đây. Chiếc IQ Z9 đi, nó dùng con chip là Snapdragon 7 Gen 3 đúng không? Con chip này thì cũng được, gọi là ok trong tầm giá. Nhưng các bạn nhìn nhá, IQ Z8 này, Dimensity 8200, tức là nó sẽ ngang với cả chiếc Redmi Note 12T Pro. Đấy. Và con chip này thì mạnh hơn Snapdragon 7 Gen 3 các bạn nhé. Nó mạnh hơn phải tầm 15 đến gần 20%. Kết quả là gì? Chiếc IQ Z8 quẩy được all game, kể cả Genshin Impact, chơi đồ họa trung bình khá là ổn áp. Trong khi chiếc IQ Z9 thì sao? Chơi Genshin thì cũng được, nhưng mà các bạn chơi đồ họa thấp nhất thôi, và FPS sẽ không ổn định nha. Đấy là chưa kể tới cái bộ nhớ trong của chiếc IQ Z8 cũng sẽ là chuẩn cao hơn nhé. UFS 3.1 trong khi với chiếc IQ Z9 chỉ là 2.2 mà thôi. Nên tổng thể hiệu năng của chiếc IQ Z8 đang nhỉnh hơn thấy rõ so với cả Z9. Tốc độ load up nhanh hơn, chơi game mượt mà hơn. Tiếp theo, chiếc máy này có sạc lên tới là 120W, gọi là rất ok trong tầm giá đúng không ạ? Trong khi IQ Z9 sẽ chỉ là 80W thôi, cũng ok trong tầm giá rồi. Nhưng mà đấy, cảm Z8 30% nha. Và cuối cùng, với chiếc IQ Z8 thì chúng ta vẫn còn jack tai nghe 3,5mm, trong khi Z9 thì bị cắt giảm mất rồi. Đó là những cái điểm mà chiếc IQ Z8 đang nhỉnh hơn cả chiếc Z9 các bạn nhá. Một điểm nữa là rẻ hơn nữa. Đấy, bây giờ chiếc máy này bán máy cũ tầm 4 củ thôi. Còn Z9, máy cũ chắc cũng phải tầm loanh quanh 4 củ rưỡi đổ lên nếu mà cùng phiên bản nha. Nhưng mà đây, em nó sẽ thua chiếc Z9 tương đối nhiều điểm. Thứ nhất này, chiếc Z9 nó sẽ có kháng nước. Đấy, dùng yên tâm hơn. Và cái thiết kế của chiếc Z9 năm nay thì nó cũng kiểu mới mẻ hơn, mặt lưng ít bám môi vân tay hơn, cầm vào ấy các bạn sẽ cảm nhận được là chiếc Z9 này nặng hơn một xíu, đấy, đặc hơn. Đây anh em nhìn trên màn hình này, Z9 với Z8 thì xấu đẹp tùy quan điểm nhá. Ý mình đang nói khi các bạn cầm vào thì sẽ cảm nhận được là chiếc Z9 nó mới mẻ hơn, trẻ trung hơn. Và quan trọng hơn cả này, chiếc IQ Z9 nhá sẽ có màn hình là AMOLED 144Hz, trong khi Z8 thì sao? Nó sẽ chỉ là IPS 120Hz mà thôi. Với tấm nền IPS thì không thể nào mà so được với cả Z9, gọi là một trời một vực các bạn nhé. Với cái màn hình này thì thứ nhất này, cam dày, cam thâm, màu sắc nhợt nhạt hơn. Và khi mà các bạn dùng ban đêm ấy thì cái dải màu đen nó sẽ bị thành màu bạc, được chưa? Trong khi màu đen của chiếc Z9 thì AMOLED mà, đen tuyệt đối. Đấy là chưa kể cái phần cằm, trán, viền hai bên chiếc Z9 nó cũng sẽ mỏng hơn. Và cái tấm nền của chiếc Z9 nhá, dùng chung với cả Z9 Turbo luôn, nên thực sự cái màn hình ấy đang là một khoảng cách rất lớn các bạn nha. Em Z9 10 điểm thì em Z8 chắc 5 điểm mà thôi. Tiếp theo, viên pin của chiếc IQ Z9 cũng rất là ngon trong tầm giá 6.000 nha, trong khi Z8 5.000 thôi, ổn áp. Nhưng mà đấy, Z9 nó ngon quá. Và cái phần camera đi, thông số thì không khác nhau nhiều, đều là 1/2 inch, nhưng mà cái cảm biến của chiếc IQ Z9 ấy là một cảm biến mới hơn các bạn nhé. Sony LT600, chất ảnh cho ra thì sáng sủa tươi tắn hơn, nhất là khi các bạn chụp đêm ấy, Z9 nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đấy, mình nghĩ vẫn phải quay lại cái màn hình nhá. Lý do chính mà tại sao bây giờ mà chiếc Z9 ngon hơn Z8 ấy là vì cái màn hình, thực sự là quá khác biệt luôn. Mình cũng sẽ phải nhắc thêm một chút về những cái ưu điểm của chiếc IQ Z8 với cả Z9 đều sẽ có. Đó là hai chiếc máy chạy giao diện của IQ thì chúng ta sẽ có sẵn tiếng Việt này. Và khi mà các bạn tùy chỉnh lại setting ấy thì thông báo của nó khá ổn áp nha. Các bạn dùng là máy chính ok. Và cái giao diện Origin OS của IQ thì nó gọi là siêu siêu mượt luôn, được chưa? Trong tầm giá thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc máy mượt mà nhất rồi. 8200 này cộng với cả giao diện này thì tất cả animation nhá, cực kỳ smooth luôn, đóng mở nhanh, được chưa? Gần như giao diện Android gốc.
Rồi, vậy thì nhược điểm của chiếc IQ Z9 nó sẽ là gì? Thì đấy, nãy mình nói rồi nhá, cái màn hình nó sẽ không quá tốt này. Và dù sao thương hiệu IQ ấy cũng chưa quá phổ biến, cộng đồng người dùng chưa quá lớn. Vậy nên vấn đề sửa chữa này hay là các bạn cần phải mua phụ kiện ấy, nó sẽ khó khăn hơn so với cả những máy nhà Xiaomi, Realme. Mình ví dụ thôi, các bạn chẳng may làm rơi chiếc IQ Z8 vỡ màn lưng nhá, thay không phải dễ đâu nha. Nhưng mà tổng kết lại thì trong tầm giá 4 củ, đây là một chiếc máy có thể nói là rất mạnh này, và sở hữu một vài cái điểm còn nhỉnh hơn cả chiếc IQ Z9 đúng không? Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc IQ Z8 4 củ, các bạn có mua hay không? Hay là cố thêm một chút khoảng tầm 5 củ, hơn 5 củ để lấy chiếc IQ Z9 mới? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua hai chiếc máy này thì hiện tại có Z9 thôi, Z8 mình có hàng đâu. Mình sẽ để link dưới phần mô tả này cùng với cả bình luận ghim nhé. Giờ xin chào, bye bye.